Kính chào quý vị và các bạn. Cách đây 73 năm, trong mùa thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuyên ngôn độc lập bất hủ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên người dân Việt Nam tự hào đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 73 năm qua là quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ của dân tộc ta, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu cũng không khỏi xúc động, bồi hồi khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng. Những ngày này, cùng với nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật mùng 2 tháng 9 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình có những nội dung chính sau. Sôi nổi các hoạt động thể thao văn hóa mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng hời trao tặng, truy tặng kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Quảng Bình phấn đấu đến năm 2020, 100% thuốc kháng sinh bán ra phải theo đơn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày mùng 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Dự lễ có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương và hàng vạn người dân, du khách thập phương và con em quê hương Lệ Thủy hiện đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc. Trong tiến trình phát triển, quê hương Lệ Thủy là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa vật chất tinh thần độc đáo, mà điển hình là lễ hội bơi đua thuyền truyền thống hàng năm trên sông Kiến Giang. Sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1946, mừng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tròn một tuổi, lần đầu tiên nhân dân Lệ Thủy tổ chức ăn Tết độc lập và lễ hội bơi đua thuyền được tổ chức ở quy mô cấp huyện. Từ đó trở đi, hàng năm cứ đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, huyện Lệ Thủy lại mở hội bơi đua thuyền nam nữ gắn với ăn Tết độc lập và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết, đầy tinh thần thượng võ. Tham gia lễ hội có 24 đội thuyền bơi nam, 9 đội thuyền đua nữ với trên 1.200 vận động viên đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Các đội bơi đua tranh tài ở các nội dung: thuyền đua nữ cự ly 18 km, thuyền bơi nam hạng B và thuyền bơi nam hạng A cự ly 24 km. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang của Lệ Thủy là một nét văn hóa độc đáo của người Lệ Thủy. Lễ hội càng ngày càng có tính quy mô. Và lễ hội bơi đua thuyền truyền thống của Lệ Thủy là một lễ hội mang tính nhân dân sâu sắc. Năm nay thì số lượng đò bơi cũng nhiều hơn, vận động viên tham gia nhiều hơn. Và đặc biệt, huyện Lệ Thủy cũng đã kết nối được các tour tuyến du lịch để các du khách về cùng trải nghiệm với lễ hội. Và chúng tôi tin rằng lễ hội này xứng đáng là lễ hội cấp quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy đã ăn sâu vào máu thịt của người dân huyện lúa và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp Tết độc lập của quê hương. Lễ hội không chỉ là ngày hội vui chơi, đua tài mà còn là lễ cầu yên, cầu thịnh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Với những giá trị văn hóa và lịch sử, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội đua thuyền của Lệ Thủy Quảng Bình là một cái lễ hội rất hoành tráng, rất độc đáo. Và cái đặc biệt nữa là chúng tôi cảm nhận thấy rằng là từ một lễ hội truyền thống nhưng trong những năm gần đây đã được chính quyền gắn với cái ngày lễ độc lập, cũng như sự tri ân đối với các bậc anh hùng và các cái danh nhân của địa phương. Đây là sự độc đáo của lễ hội. Chúng tôi nghĩ rằng với mức độ quy mô và cái giá trị của di sản của cái lễ hội đua thuyền này thì có thể đáp ứng được những cái tiêu chí cơ bản của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lần đầu tiên là tôi đi tới tham dự cái lễ hội này, tôi từ Bình Thuận ra
Và từ khi từ nhỏ tới lớn, năm nay gần 60 tuổi đó đó, tôi chứng kiến một cái lễ hội vào ngày 2 tháng 9 này là tôi cảm thấy tôi rất là xúc động và cảm thấy yêu quê hương đất nước của mình hơn. Và tôi cảm thấy đấy là một cái truyền thống rất là tốt đẹp, không chỉ lễ hội Lan này chúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trong tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt của người xem, các đội thuyền bơi đua đã nỗ lực hết mình để tranh tài với những màn rượt đuổi hấp dẫn. Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi, kết thúc lễ hội, ban tổ chức đã trao giải cho các đội bơi đua đạt thành tích cao. Cụ thể, ở nội dung thuyền bơi nam hạng A, giải nhất thuộc về đội Phú Thủy, xã Mỹ Thủy, giải nhì thuộc về đội Đài Phong, xã Phong Thủy, giải ba thuộc về đội Mỹ Lộc Thường, xã An Thủy. Ở nội dung thuyền bơi nam hạng B, giải nhất thuộc về đội Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, giải nhì thuộc về đội Xuân Hồi, xã Liên Thủy và giải ba thuộc về đội Xuân Lai, xã Xuân Thủy. Ở nội dung thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về đội An Xã, xã Lộc Thủy, giải nhì thuộc về đội Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, giải ba thuộc về đội Mỹ Lộc Thường, xã An Thủy. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội Mỹ Lộc Thường, giải nhì toàn đoàn cho đội An Xã và giải ba toàn đoàn cho đội Đài Phong. Đến nay thì cảm xúc thì không biết nói gì hơn. Đó là một cái cả một quá trình đồng lòng sức của nhân dân Phú Thủy và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân đã tổ chức để anh em tập luyện. Và sự lớn nhất là cái sự đoàn kết của anh em ta ơi, nên là đưa đến thành công như hôm nay. Cùng với rất nhiều địa chỉ văn hóa lịch sử tâm linh trên mảnh đất Lệ Thủy giao truyền thống, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang với những nét đặc sắc riêng có của vùng sông nước Lệ Thủy sẽ tiếp tục được người dân Lệ Thủy giữ gìn và phát huy trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, huyện Quảng Ninh đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ. Dự lễ có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh. Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ ở huyện Quảng Ninh năm 2018 có sự tham gia của 7 đội thuyền đua nữ và 12 đội thuyền đua nam. Các đội thuyền đua nam thi đấu ở cự ly 15 km, các đội thuyền đua nữ thi đấu ở cự ly 7 km. Tại mỗi vòng đua, các đội xuất phát từ bến phà Quản Hầu, xuôi dòng về Hà Tiêu ở địa phận thôn Lương Yến, xã Lương Ninh. Trong sáng ngày 2 tháng 9, hàng ngàn người dân Quảng Ninh và du khách thập phương đã tập trung về bến phà Quản Hầu và dọc bờ sông Nhật Lệ để cổ vũ cho lễ hội. Phải nói là rất là tự hào, rất là phấn khởi. Đó là cái tâm trạng chung của tất cả những người dân Quảng Ninh trong những cái ngày này. Và đặc biệt là tâm trạng chung của những ai có mặt trong kỳ lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2018. Mình thấy cái không khí lễ hội ở đây rất là náo nhiệt, đua thuyền rất là vui. Mình rất là hào hứng và phấn khởi khi được tham gia với những người dân ở đây. Mình thấy cái chuyến du lịch của mình rất là có ý nghĩa, được biết thêm những cái nét văn hóa của người dân sông nước. Năm 1946 đã tổ chức lễ hội đua thuyền tại bến sông này. Và đến năm 1955 sau hòa bình cũng tổ chức đua thuyền ở tại đây. Và từ khi tái lập huyện đến nay gần 30 năm thì hoạt động đua thuyền được tổ chức một cách thường xuyên. Vừa là hoạt động tâm linh, vừa là hoạt động thể thao, thể hiện cái ý chí vươn lên của người dân ở vùng sông nước. Lễ hội đua thuyền là nét đặc trưng văn hóa của cư dân vùng sông nước, vừa thể hiện tinh thần thượng võ, cổ kết cộng đồng làng xã với ước vọng cầu mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang của người dân. Việc duy trì và không ngừng nâng tầm giá trị của lễ hội đua thuyền truyền thống ở huyện Quảng Ninh là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy và phát huy vai trò của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Phong trào đua thuyền năm nay rất rầm rộ, từ các xã, các thôn đều tập trung sức người sức của để cho cái đội đua của mình hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đua thuyền cho huyện đề ra. Cái sự lan tỏa của phong trào đua thuyền đã tạo cái điều kiện cho người dân ở quê là mừng cái Tết độc lập rất vui vẻ và rất là thoải mái. Và sự lan tỏa này đã tạo điều kiện để cho đồng hương Quảng Ninh ở tây khắp mọi miền đất nước tụ hội về đây trong dịp ngày lễ Quốc khánh. Năm nay thì chúng tôi tổ chức có bài bản hơn, nâng tầm vóc của lễ hội, trong đó có nội dung rất quan trọng, đó là mang tính tâm linh sâu sắc, rước nước thiêng, dưỡng tiên trên núi Thần Đinh về làm lễ và sau đó hòa vào dòng Nhật Lệ trước khi khai hội.
Một vấn đề rất quan trọng nữa là chúng tôi cũng gắn kết lễ hội với phát triển du lịch sông nước. Hiện nay huyện đang xúc tiến các tour du lịch theo dọc dòng Nhật Lệ, dòng Long Đài đến với các làng nghề, với các bản làng Vân Kiều, ven sông, đặc biệt là đến các di tích chiến thắng nổi tiếng của huyện. Những cái việc làm đó chắc chắn sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết thúc lễ hội ở bảng A nội dung thuyền đua nam, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã Tân Ninh, giải nhì cho đội xã Trường Xuân, giải ba cho đội xã Võ Ninh. Ở bảng B nội dung thuyền đua nam, đội thị trấn Quản Hào giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội xã Vĩnh Ninh, đội xã Lương Ninh giành giải ba. Ở nội dung thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về đội xã Võ Ninh, giải nhì thuộc về đội xã Vĩnh Ninh, giải ba thuộc về đội xã Duy Ninh. Toàn đội chúng tôi đã tập luyện, hôm nay là được vào vòng A và được một giải nhất, đó là một niềm vinh dự tự hào của thể toàn đội và sự cổ vũ động viên tinh thần của cả xã nhà Tân Ninh. Lễ hội đua thuyền đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân Quảng Ninh. Và có lẽ sau tất cả những sôi nổi hào hứng của cuộc tranh tài, lắng lại trong chúng ta chính là tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc được khơi gợi mạnh mẽ từ lễ hội mang đậm bản sắc này. Tại thị xã Ba Đồn, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cũng đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống. Giải đua thuyền truyền thống tại xã Quảng Sơn được tổ chức hàng năm trên dòng sông Nam, gồm 9 đội thuyền đua với 126 vận động viên đến từ 8 thôn trong xã. Để cuộc đua diễn ra thuận lợi, nghiêm túc và an toàn, ban tổ chức đã bố trí lực lượng túc trực, kiểm tra theo dõi nắm tình hình. Giải đua thu hút đông đảo cổ động viên trên địa bàn và các vùng lân cận cùng tham gia cổ vũ động viên tinh thần. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thuyền thôn Thọ Hạ, giải nhì thôn Tân Sơn và giải ba cho thôn Linh Cần Sơn. Tối hôm qua, ngày 1 tháng 9, thành phố Đồng Hới đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Mùa thu cách mạng, chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình do các hạt nhân văn nghệ của thành phố Đồng Hới biểu diễn với 14 tiết mục, ca múa nhạc đặc sắc mang chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Những lời ca tiếng hát đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, khơi dậy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc trong những ngày tháng 8 lịch sử. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố Đồng Hới ngày càng phát triển. Huyện Minh Hóa cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, làm tốt công tác tuyên truyền trực quan và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao nhằm tạo khí thế vui tươi phấn khởi hướng về ngày thi độc lập của dân tộc. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã triển khai chỉnh sửa, làm mới nhiều cụm pano áp phích tuyên truyền cổ động, căng treo nhiều băng rôn, cờ các loại tại nhiều địa điểm trung tâm trên địa bàn thị trấn Quy Đạt. Mọi nhà đều treo cờ Tổ quốc. Các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên địa bàn huyện một mặt đáp ứng nhu cầu giải trí cho người dân trong dịp nghỉ lễ, mặt khác góp phần tạo bầu không khí hân hoan phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã có hàng ngàn lượt du khách từ khắp nơi trên cả nước đã đến dâng hương viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa Đạo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay đã có gần 600 đoàn với trên 5.500 lượt du khách đến viếng mộ đại tướng. Theo ghi nhận của chúng tôi thì có rất nhiều đoàn khách từ những tỉnh xa đã lựa chọn Quảng Bình để dừng chân cho chuyến nghỉ lễ dài ngày. Rất nhiều cơ quan, tổ chức, gia đình đã đến khu mộ đại tướng để thắp nén tâm hương, tỏ lòng thành kính đối với anh linh vị tướng tài ba lỗi lạc của dân tộc. Dịp này, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đội bảo vệ khu mộ đại tướng đã hướng dẫn du khách đăng ký danh sách, xếp hàng trật tự, thể hiện sự tôn nghiêm khi vào viếng mộ. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Quảng Trạch cũng được huy động để phân luồng, tránh ách tắc giao thông. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Đồng Hới trao tặng, truy tặng kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Quảng Bình phấn đấu đến năm 2020, 100% thuốc kháng sinh bán ra phải theo đơn. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, có rất nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các video clip, hình ảnh kêu gọi tiến hành tổng biểu tình trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chính vì vậy, người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác trước những lời dụ dỗ của các đối tượng xấu này. Cách thức tuyên truyền phổ biến gần đây mà các đối tượng phản động trong đội trong và ngoài nước lợi dụng để kêu gọi tổng biểu tình ngày mùng 2 tháng 9
là sử dụng mạng Internet, nhất là mạng xã hội Facebook, để đăng tải các hình ảnh kêu gọi biểu tình. Ngoài ra, chúng hướng dẫn về lời kêu gọi biểu tình có dòng chữ 2.9.2018 tổng biểu tình vào các tờ tiền lẻ có mệnh giá thấp, làm truyền đơn để dễ lan truyền. Đây là thủ đoạn mới mà các đối tượng xấu tìm cách lợi dụng nhằm tuyên truyền kêu gọi biểu tình trong dịp quốc khánh năm nay. Có thể thấy rằng, hoạt động kêu gọi biểu tình trở thành chiêu trò quen thuộc của tổ chức khủng bố Việt Tân, các thế lực thù địch cũng như các đối tượng chống đối chính trị trong và ngoài nước. Vấn đề mà chúng lợi dụng lần này chính là phản đối Quốc hội thông qua luật an ninh mạng và một số điểm chưa hoàn thiện, còn có nhiều ý kiến trái chiều trong dự thảo luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, luật đặc khu. Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 là dịp quân và dân cả nước sống lại thời khắc hào hùng thiêng liêng của dân tộc, đồng thời cũng là dịp để mỗi một người dân Việt Nam ôn lại truyền thống yêu nước, đấu tranh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chính vì vậy, người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác trước những lời rủ rê dụ dỗ của các đối tượng xấu, không tham gia biểu tình gây rối an ninh trật tự trong dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 để ngày Tết độc lập được trọn vẹn và thực sự là ngày hội lớn của cả dân tộc. Để kịp thời phản ánh ngăn chặn các hoạt động thông tin tuyên truyền báo chí trái pháp luật gây bức xúc trong dư luận nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ ngày 1 tháng 9 năm 2018 như sau. Số điện thoại đường dây nóng của Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông 0865-282828, email đường dây nóng báo chí a@mec.gov.vn. Số điện thoại đường dây nóng của Sở Thông tin và Truyền thông 0232-3779-999, email tiepdan.sttt@quangbinh.gov.vn. Vừa qua, thành phố Đồng Hới tổ chức lễ trao tặng, truy tặng kỷ niệm chương cho chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Đợt này, toàn thành phố Đồng Hới có 52 người được trao tặng, truy tặng kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Đây là phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ trao tặng các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Đồng Hới đã trao tặng kỷ niệm chương cho các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và thân nhân của các chiến sĩ đã mất, bày tỏ tình cảm trân trọng, sự biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các chiến sĩ vượt qua ốm đau, bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục có những đóng góp thiết thực trong quá trình xây dựng, phát triển của thành phố. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần đợt 10 năm 2018 theo quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ đối với lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trong đợt này có 465 đối tượng được chi trả trợ cấp. Những đối tượng được chi trả đợt này là những người trực tiếp và thân nhân những người là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước. Việc kịp thời chi trả trợ cấp cho các đối tượng có công với cách mạng thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và quân đội, ghi nhận tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Qua đó, góp phần giúp các đối tượng có công với cách mạng giảm bớt những khó khăn và yên tâm hơn trong cuộc sống. Hội Văn học Nghệ thuật và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 9 và phát động sáng tác ca khúc về Quảng Bình. Tại lễ kỷ niệm, các nhạc sĩ hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và tác giả hội viên phân hội âm nhạc Quảng Bình đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của âm nhạc Việt Nam, âm nhạc Quảng Bình từ những năm kháng chiến đến nay. Đặc biệt là kể ức ngày 3 tháng 9 năm 1960, khi Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca kết đoàn chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và ngày 3 tháng 9 hàng năm cũng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn là Ngày Âm nhạc Việt Nam, với mục đích động viên đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa phục vụ công chúng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, cổ vũ động viên toàn dân đoàn kết phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Song hành với sự phát triển của âm nhạc Việt Nam, nhiều năm qua các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ tại Quảng Bình đã nỗ lực cống hiến với nhiều tác phẩm được đông đảo công chúng đón nhận. Hàng trăm ca khúc được phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều tác phẩm giành được giải thưởng cao trong nước và khu vực. Năm 2016, nhạc sĩ Hoàng Trung Hương
đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Tại lễ kỷ niệm, Thường trực Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũng đã phát động phong trào sáng tác ca khúc về Quảng Bình nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Quảng Bình quật khởi và 30 năm tái lập tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình vừa tổ chức bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra hình sự của Kiểm lâm năm 2018. Tại lớp tập huấn, học viên là cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và hạt kiểm lâm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được truyền đạt một số nội dung gồm Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, luật tổ chức các cơ quan điều tra hình sự năm 2015, một số văn bản liên quan đến xử lý hình sự của kiểm lâm, hệ thống biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính trong lực lượng kiểm lâm, hoạt động điều tra hình sự của kiểm lâm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật của lực lượng kiểm lâm trong việc quản lý và bảo vệ rừng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm hại đến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh. Nhằm triển khai có hiệu quả đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn giai đoạn 2018-2020 của Bộ Y tế, hiện nay tỉnh Quảng Bình đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát việc kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngành y tế Quảng Bình đang tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người kê đơn thuốc và người bán lẻ thuốc trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định về kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn, trọng tâm là thuốc kháng sinh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành quy định về bán thuốc theo đơn. Phần đầu đến năm 2020, 100% đơn thuốc phải có đầy đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập, bệnh viện ngoài công lập phải có 90% đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng thuốc kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng. 100% thuốc kháng sinh do các quầy thuốc, nhà thuốc bán ra thị trường phải có đơn của bác sĩ. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 9. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm 57 đến 82%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm 56 đến 92%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm 55 đến 85%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm 56 đến 92%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm 55 đến 80%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm 52 đến 78%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm 52 đến 78%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm 52 đến 78%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 9, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng nhẹ, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26